Không sao đâu, ăn kem đi con, đâu có đụng. Không một vô đây đi, vô đây ngồi nè chị ta. Thế là mình phải có cậy con. Được không? Được. Ông là mày quýnh á. Ông là khỏi ăn gì nữa nha. Ừ đúng rồi, hoa tươi mà. Xung quanh đây toàn trồng. Cái vani mà sao không ăn con? Không quen, tại nó béo quá. Mẹ đưa con cái con cà rốt đi. Cà rốt